Có một bạn nick Facebook tên là Khánh Trung hỏi rằng: Kính bạch sư phụ, trong đạo Phật có câu gieo nhân nào gặt quả đấy. Nhưng sao hôm trước con nghe sư phụ giảng trong kinh có câu chuyện ba người thương gia chỉ gieo cái nhân chửi rủa và quỵt tiền của một bà lão già mà kiếp sau lại bị chịu quả báo là cả ba cùng bị chết ạ? Đại chúng nhớ câu chuyện này không? Đấy, ba ông thương nhân đến trọ ở cái nhà bà lão già, trọ một thời gian rất lâu rồi. Đến lúc đợi bà đi vắng, thế là trốn quỵt tiền của bà ấy. Bà đuổi theo thì lại thóa mạ bà ấy, nhục mạ bà ấy. Thế bà mới thề độc là kiếp nào tôi gặp ba người thì tôi cũng sẽ giết cho bằng được. Nghe không? Thế và sau đó thì cái kiếp này thì ba vị, một vị làm vua, một vị thì làm nông dân, một vị làm thương nhân. Thì bà lão thì lúc ấy là con bò. Thế mà rồi con bò này nó giết được cả ba người này chết trong một ngày, thưa đại chúng. Đây là câu chuyện, cái là trong kinh Phật đấy. Thế thì bạn Khánh Trung bạn hỏi là ba cái người này trong tiền kiếp chỉ gieo mỗi cái nhân là quỵt tiền và chửi rủa bà lão thôi, thế mà tại sao kiếp này lại bị chết, bị mất mạng? Trong chuyện đó, dù bà lão có phát lời thề sẽ giết chết cả ba người, nhưng con nghĩ ba người kia sẽ chỉ phải chịu đúng quả báo theo nhân ác họ gây ra, chứ không thể chịu quả báo vì lời thề nguyền của bà lão. Vì nếu như vậy thì câu gieo nhân nào gặt quả nấy là không hoàn toàn chính xác, có phải không ạ? Xin sư phụ giải đáp cho con được hiểu. Con xin tri ân công đức của sư phụ, thưa đại chúng. Đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Đại chúng hiểu câu hỏi của bạn ấy không? Đấy. Câu hỏi của bạn ấy nói là ba cái vị thương nhân này là chỉ có chửi quỵt tiền, giống như gọi là ăn cắp tiền của bà ấy. Quỵt tiền tức là cắp tiền của bà đấy, cướp đi tiền của bà ấy, rồi chửi rủa nguyên rủa bà ấy thôi. Thế tại sao mà đến kiếp sau mà ba vị này bị quả báo phải chết? Nghe chừng nhân quả nó có vẻ không xứng với nhau, không phải nhân nào quả đấy. Nghe không? Đấy, bạn nghĩ là ba vị này chỉ quỵt tiền mới bị chửi rủa thì sắc sang kiếp sau cũng chỉ bị mất tiền mới cùng nắm đai chửi rủa là cùng, có phải không? Thế thì mới gọi là nhân quả, nhân nào quả đấy chứ. Đấy, đại chúng hiểu chưa nào? Thế thì đây có là một câu hỏi, thầy nghĩ là câu hỏi hay. Thì thầy xin trả lời cho bạn Khánh Trung thế này. Thứ nhất thì chúng ta phải hiểu về nhân quả, quả thật nó không phải đơn giản. Đại chúng nhớ cái câu chuyện nhân quả không phải đơn giản, phải không? Không phải. Đúng, ta nói nhân nào quả, quả nấy là ví dụ thế này. Chúng ta gieo hạt ớt thì nó sẽ lên cây ớt và ra quả ớt cho chúng ta. Gieo hạt na thì lên cây na và ra quả na cho chúng ta. Gieo hạt hoa, ví dụ hoa loa kèn thì sẽ lên cây hoa và ra cái hoa loa kèn cho chúng ta. Đây, thầy lấy ví dụ như vậy. Đấy, người ta gọi là nhân nào và quả đấy. Thế nhưng mà chúng ta thấy cái nhân và cái quả nó khác xa nhau. Chúng ta thấy hạt ớt với cây ớt có khác nhau không? Hạt ớt nó chỉ là một cái hạt trắng trắng bé tí thôi. Thế mà cái cây ớt thì nó cũng to đùng, gấp hàng vạn lần cái quả ớt. Mà cây ớt thì nó có lá, có hoa. Thế rồi nó ra cái quả ớt đỏ. Phải không? Thì cái quả ớt đấy nó có khác với cái hạt ớt không? Khác rất nhiều. Đấy, nó khác nhiều lắm chứ. Quả ớt nó có hàng nghìn cái hột ở trong ấy. Còn cái hạt ban đầu mà gieo chỉ là một hạt thôi. Chúng ta thấy từ cái hạt ra cái quả khác nhau. Có phải không? Mặc dù ta vẫn nói là nhân nào quả nấy là đúng, phải hiểu nhân nào quả đấy là nhân hạt ớt thì ra quả ớt, chứ không thể nhân hạt ớt, gieo nhân hạt ớt mà lại ra quả cam được. Đại chúng rõ chỗ này chưa? Đấy. Nha. Thế nhưng nhân không phải là gieo hạt ớt một thời gian sau ta lại được đúng cái hạt ớt đấy. Bạn này bạn hiểu, đang hiểu như vậy. Mà nó ra cái quả này nó khác hẳn với cái hạt ớt ban đầu. Đấy, chúng ta thấy. Chúng ta gieo một hạt vải, đại chúng thấy cái hạt vải nó đen xì xì, đúng không? Mà về sau nó mọc lên cây vải to đùng như thế này. Chúng ta thấy cái cây vải là quả của cái hạt đấy. Cây vải là quả mà cái hạt vải là nhân. Cái cây vải nó có khác hoàn toàn cái hạt vải không? Khác hoàn toàn.
Than vải làm gì có lá gì trong đấy, có rễ đâu. Nhưng mà thành cái cây vải thì nó lại đầy bao nhiêu lá như thế. Đó. Thế thì để chúng ta hiểu nha, hiểu nhân nào quả đấy là như thế. Nhưng quả và nhân không phải là một, đại chúng phải hiểu. Thế thì ứng vào cái câu chuyện này, cái nhân ở đây, ba thương gia này là quỵt tiền cũng giống như cướp tiền của bà lão vậy. Đáng nhẽ là giả có bá mà không giả, tức coi như là ăn cướp của bà đấy. Vâng. Rồi lại chửi rủa bà lão, nhục mạ bà lão. Thế thì chúng ta thấy nguyên cái nhân mà quỵt tiền ăn cướp này này, nó có thể ra cái quả gì đại chúng? Quả bị chết đấy. Đại chúng có từng thấy những người ăn cắp xong bị người ta đánh chết không? Đấy, xem mấy cái clip đi ăn trộm chó thôi, người ta đánh bằng chết luôn. Ở quê thầy cũng có một người đi ăn trộm, thế mà dân làng bên người ta đánh chết luôn, đánh chết luôn. Đấy, chỉ đi ăn trộm mà cuối cùng cái hậu quả là bị đánh chết. Đi bắt con chó của người ta mà rồi cuối cùng người ta đánh chết luôn. Và đấy có phải là nhân quả không đại chúng? Nhân quả đấy, nếu không đi ăn trộm thì có ai người ta đánh mình chết đâu. Do mình đi ăn trộm mà người ta đánh mình chết. Thì ngay hiện đời chúng ta thấy cái chuyện ăn cắp, ăn trộm, bị người ta đánh chết là có xảy ra rồi. Đấy. Cho nên ấy, cái nhân ăn cắp không phải là kiếp này tôi ăn cắp thì kiếp sau tôi lại bị người khác ăn cắp của tôi. Nó không phải chỉ có thế. Thế là chúng. Đấy. Cái hạt vải nó bé như thế nhưng nó mọc lên cả một cái cây như to như thế, ra hàng vạn quả vải sau. Đại chúng nhớ như thế. Cho nên tuy gieo một cái nhân là quỵt tiền, là nguyền rủa bà lão, nhưng cái quả của nó, cái quả này nó sau khi gặp gỡ các cái duyên khác, nó có thể trở thành cái quả là phải chết, có thể là trở thành cái quả bị tai nạn, có thể trở thành cái quả là mất hết tài sản, cháy nhà mất tài sản, thưa đại chúng, lũ lụt cuốn trôi hết tài sản. Đấy. Thế thì đại chúng, như vậy cái này nó vẫn nằm trong nhân quả, không ra ngoài. Không ra ngoài đâu thưa đại chúng. Thầy chỉ phân tích như vậy thôi. Đại chúng thấy. Vì người ta nói là gì? Đồng tiền liền khúc ruột. Có những khi mà tiền của người ta không những chỉ là mồ hôi nước mắt, mà có khi là máu của người ta, có khi là tính mạng của người ta nữa đấy, thưa đại chúng. Có nhiều người đi đãi vàng, có phải đúng là nhiều khi đem cả tính mạng để có được cái của đấy. Thế mà mình ăn cắp của người ta có phải là giống như là giết người ta rồi không? Đó. Nhiều người mất của mà họ tự vẫn, thưa đại chúng. Đó. Cả đời tích cóp bây giờ đến cướp của người ta không còn hy vọng sống, người ta chết. Đó. Có người thì giữ tiền, quan giao cho mang tiền này đến để trả nợ cho cái chỗ kia. Thế là cướp của người ta. Bây giờ người ta về, người ta là quan, người ta sẽ giết thôi. Cho là mình ăn cắp đi chứ đâu phải là mình, cho mình tẩu tán đi chứ đâu phải mình bị cướp đâu. Thế là người ta đi tự vẫn. Ta có những câu chuyện như thế. Cho nên mất của không phải là không, vì cái tiền của có khi nó được đánh đổi cả với tính mạng. Cho nên cái nhân cướp của người, quỵt của người có thể dẫn đến cả cái quả là mình phải mất mạng. Đấy, thưa đại chúng. Chứ không phải là kiếp này tôi quỵt của anh thì kiếp sau cũng sẽ có người đến quỵt của tôi. Không phải, nhân quả nó không phải như thế đâu. Thế là cái mình hiểu rằng nhân quả là trồng một hạt ớt, sau này thì ra được đúng một hạt ớt như thế. Đấy là mình hiểu nhân quả kiểu cứng nhắc. Đại chúng hiểu không nào? Nhân quả nó không cứng nhắc như thế, nó biến đổi theo duyên nữa, chứ không phải không. Cho nên cái chuyện mất mạng cũng có thể do cái nhân mà quỵt tiền này. Thầy lấy ví dụ mà đi ăn cắp mà bị người ta đánh bằng chết thôi. Ăn trộm con chó người ta còn súng người ta đánh bằng chết thôi. Ừ. Đấy. À, đại chúng hiểu không nào? Đấy, ở một số nước á, tà dâm đi ngoại tình là nó thiêu bằng chết luôn. À, thầy xem mấy cái clip ở châu Phi đấy, cái người mà đi ngoại tình ấy, mà dân họ bắt được, họ ra họ đốt, mang ra giữa phố, họ chất củi, chất lốp xe, họ đốt bằng chết luôn. Sợ thế đấy thưa đại chúng. Đây là nhân quả hiện đời. Đó. Nó như vậy đấy. Chứ không phải là cứng nhắc. Đại chúng đừng hiểu nhân quả một cách cứng nhắc. À, nghe không? Mặc dù biết là nhân hạt ớt thì sẽ ra quả ớt,
Nhưng mà quả ớt nó khác với cái hạt ớt rất nhiều. Cây ớt nó cũng khác, nó lớn hơn, nó nhiều hơn rất nhiều. Đó. Chứ không phải là nhân quỵt tiền với nhân trộm cắp là sau này chỉ bị quỵt tiền với trộm cắp, mà cái nhân đấy có thể ra cái quả bị chết đấy, quả mất mạng, quả mất tài sản. Thưa đại chúng, quả vào tù, ăn cắp phải vào tù đấy, thế vào tù cũng là quả của cái tội ăn cắp. Chứ không phải ăn cắp xong là chỉ bị người ta ăn cắp lại đâu, không phải thế. Đại chúng hiểu không nào? Đấy, chúng ta phải hiểu nhân quả nó rộng như vậy mới được, không phải hiểu nó hẹp, hiểu đơn giản nhân quả, không phải. Cho nên mới nói là bậc sáng mắt thì mới tường nhân quả, thưa đại chúng. Nhá, chúng ta mà chưa rõ ràng thì chúng ta chưa hiểu nhân quả đâu. Chúng ta còn hiểu lơ mơ lắm. Cho nên tin được nhân quả cũng không phải là dễ, thưa đại chúng. Nên Thầy rất cảm ơn bạn này. Qua cái bạn này hỏi để đại chúng hiểu thêm về luật nhân quả. Nghe không? Ở đây trái lại với việc trộm cắp là việc bố thí. Có những người chỉ bố thí cúng dường đúng một bát cơm cho chư Tăng thôi, mà phước báu về sau được làm chư thiên, đang là người ăn mày nghèo khổ, cúng được bát cơm cho chư Tăng mà đổi mạng của mình thành chư thiên, hay được phước báu rất là giàu có, được làm chư thiên. Thế chư thiên là đổi mạng sống rồi, đáng nhẽ mình còn phải đọa xuống cơ, thế mà bây giờ mình không đọa, mình được làm chư thiên. Thế thì chúng ta biết bố thí được phước báu thù thắng như thế nào, thì trộm cắp quỵt tiền của người sẽ bị quả báo ngược lại những cái chuyện như thế. Đấy, đại chúng hiểu không nào? Nó như vậy đấy nhé. Thế để chúng ta mới biết là nhân quả quả thật là không phải đơn giản, và chúng ta phải tin được nhân quả là chắc thật rồi. Để chúng ta bây giờ cứ biết, cứ gieo thiện nhân thật nhiều, hành thiện pháp thật nhiều, còn nó ra quả gì tôi chưa tính, tôi cứ chịu khó tôi gieo tôi trồng, nó sẽ ra quả. Còn quả có thể nó còn thù thắng hơn cái mình tưởng đấy, nghe không? Đấy chứ không, không? Đấy nhá, thì Thầy chia sẻ để đại chúng hiểu.